có một số anh chị em các bạn nói rằng là chia sẻ cái cách mà vẽ fan đầu móng á, rồi sau đó là trên cái fan này nó có những cái màu khác nhau, rồi vẽ những cái line nở bằng chiều lên trên đó, thì làm cách nào cho nó dễ? Ở đây là sau khi mà các bạn đắp full set xong, hoặc là sau khi các bạn fill tay khách xong, đến công đoạn sơn. Thì công đoạn sơn là khách họ sơn fan á, thì khách họ thích màu phin lợt thì các bạn phân sơn phin lợt, họ thích màu đậm thì các bạn sơn màu đậm. Ở đây là mình sơn cái màu này đó. Sau khi mà sơn xong cái màu lốt trước rồi á, là mình cho khách, các bạn cho khách hơ tay cho nó khô, rồi tiến hành nữa là các bạn vẽ cái fan đầu móng. Fan đầu móng thì vẽ dễ đâu, đây là mình lấy cái cọ to mình vẽ trước ở dưới này các bạn này. Những móng mà tay khách dừa á, thì các bạn lấy cọ to, các bạn tô trước ở dưới đầu móng như thế này, đó, tô sơ cho nó có cái form như thế này. Rồi tiếp tục nữa là các bạn lấy cái cọ nét này, các bạn kéo lại, đó, kéo sơ, mình chỉnh sơ lại cho cái đường fan của mình nó cong hai bên, nó sao hai bên hông thì nhìn nó mới đẹp được. Đó, các bạn thấy không? Nhất là bên hông này các bạn phải chỉnh, các bạn tô cho nó kỹ vô, đừng để nó thiếu cái màu trắng là nhìn nó cái móng mình nó không có được đẹp. Đó, kéo cái này cho nó bào qua này, các bạn thấy không? Là các bạn đã xong được cái đường fan rồi. Thì sau khi mà các bạn vẽ tay khách xong hết 5 ngón là các bạn cho khách hơ, đúng không? Hơ cho nó khô cái đường fan đi. Rồi các bạn qua các bạn vẽ cái tay bên kia. Thì sau khi mà các bạn hơ xong rồi là các bạn tiến hành công đoạn các bạn bỏ màu lên như khách họ muốn. Bây giờ để mình hơ sơ cho nó khô này. Đó, rồi mình bắt đầu các bạn bỏ màu phải không? Mình lấy cái màu ra. Cái màu trên cái đường fan này này là các bạn bỏ cái màu gì được hết, khách họ muốn màu gì các bạn bỏ màu đó. Ở đây là mình bỏ cái màu pink. Mình lấy cái chỗ này các bạn này, mình chấm sơ cái pink, mình bỏ lên trên cái màu trắng này. Thì khi mà các bạn vẽ fan á, các bạn cái màu trắng này này là các bạn hơ, đừng có hơ khô quá, hơ khoảng 30 giây là các bạn bỏ cái màu bột này lên, thì nó sẽ hít vô trong cái màu trắng đó, nó tạo cho mình những cái màu nhỏ ở trên cái đầu fan là rất là đẹp. Có thể là màu xanh, có thể là màu hồng, có thể là màu tím, màu gì cũng được hết, khách họ thích màu gì các bạn sơn màu đó. Rồi tiếp tục nữa là sau khi mà các bạn bỏ xong hết rồi như thế này rồi, thì các bạn bỏ lớp top lên cho nó khô vờ lại, cho nó giữ cái lớp màu của mình các bạn này, để mà cho nó không bị hư đó. Bây giờ mình bỏ cái lớp top lên này, các bạn thấy không, bỏ lên kéo xuống đó. Thì khi mà các bạn bỏ cái màu lên là cái màu nó dính vô luôn cái màu trắng rồi, cho nên là bỏ top lên là nó không bị lem đâu. Rồi sau đó các bạn hơ đèn. Sau khi hơi đằng sau là bạn lấy hộp treo ra này, đây là treo đẹp này, các bạn thấy không? Treo đẹp để dùng vẽ những cái đường nổi á. Thì để mà vẽ những cái này thì các bạn nên có một cây cọ, các bạn thấy cái cọ của mình không? Thì cái cọ này này, đó, các bạn chấm treo, bạn để vô giữa như thế này, để nhẹ vô giữa, rồi bạn vuốt nhẹ xuống. Đó, có nghĩa là ở giữa thì nó to, nhưng mà mình vuốt xuống ở cái đầu góc thì nó nhỏ lại. Bên này cũng vậy, các bạn trở cọ qua, bạn kéo nhỏ xuống, đó cho hai bên đầu góc á thì nó nhỏ, ở giữa thì nó to. Thì đặc biệt là khi mà vẽ những cái treo này các bạn này, đó, vẽ những cái treo này, cái treo đẹp này này, thì cái cọ là các bạn nên có cái cọ như mình như thế này, cái cọ, nhưng mà cái cọ đây là cái cọ cái lông mà các bạn, cái lông cọ là cái lông bằng nhựa ngay, cái lông bằng nhựa chứ không phải là cái lông bằng lông, nó bằng nhựa mình vẽ nó không bị dính. Xong hết rồi là các bạn khách hơ đèn, rồi các bạn sẽ có được một bộ tay hoàn chỉnh như thế này. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều, chúc các bạn sức khỏe và thành công, hay là mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.